của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trên đường rời khách sạn The Vistai đến với nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam bước vào trận đấu cuối cùng của lượt đấu vòng tròn đã chắc chắn có mặt ở vòng đấu bán kết. Hiện tại đội tuyển bóng tâm lý thoải mái bởi chúng ta đã có mặt ở vòng bán kết và cũng gần như xác định được đối thủ của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, đó là câu lạc bộ Sơn Đông. Chỉ có bất ngờ lớn sẽ cùng chiến điểm, nhưng với chỉ số phụ độ số cao hơn thì giao cơ hội trận đầu kế đến là Sơn Đông và Việt Nam. Nhưng với chiến thắng trước Costa Rica, bóng chuyền Việt Nam có mặt ở vị trí dẫn đầu nó phải phụ thuộc vào kết quả của trận đấu giữa hai đội Giang Tô và Thái Lan. Và nếu như chúng ta xếp ở vị trí thứ ba hoặc là thứ hai sau đấu vòng tròn thì chắc chắn đối thủ của đội tuyển bóng chuyền Việt Nam sẽ là câu lạc bộ Sơn Đông Trung Quốc. Ở vòng loại, như các bạn đã biết, là đội tuyển Việt Nam đã thắng Sơn Đông Trung Quốc 3-2, và ở vòng bán kết nếu như gặp lại câu lạc bộ này thì sẽ lại là một đấu khó khăn, và những trận đấu ở vòng bán kết mang tính knockout sẽ hoàn toàn khác hẳn so với những trận đấu ở vòng loại. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang trong tài điều kiện trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội Kazakhstan, trọng tài chính vẫn là trọng tài Thái Lan Chantani Rafat, trọng tài thứ hai trọng tài Phạm Xuân Anh tại Việt Nam. Bây giờ là đội hình xuất phát của cầu thủ Kazakhstan. Số 2 Yekaterina, số 4 Chumak Irina, số 6 Natalia, số 7 Yekaterina, số 11 Anastasia, số 12 Libero Diana, số 13 Yagodina Diana. Huấn luyện viên trưởng của đội Kazakhstan Như vậy là nơi xuất phát ngày nay của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cũng giống với 4 trận đấu trước. Ở hiệp 1, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam được quyền phát bóng trước. Phát bóng là số 18 về chuyền 2. Chưa kết thúc thì các cầu thủ Kazakhstan vẫn đang cần phải nỗ lực trong trận đấu với tuyển Việt Nam. Một trận đấu lớn với các cầu thủ nằm ở năm cuối là ở trận đấu ngày hôm nay, trận đấu cuối cùng của vòng loại, họ đều gặp phải ba đội bóng nằm ở nhóm trên. Australia gặp Sơn Đông và đã thua 0-3. Bây giờ thì Kazakhstan gặp Việt Nam, và ở trận đấu cuối cùng ngày hôm nay Thái Lan gặp đội Giang Tô. Kazakhstan cũng là một trong những vị khách mời quen thuộc của các kỳ VTV Cup. Tuy nhiên, ở những giải đấu trước đây, hai câu lạc bộ thường xuyên tham dự là Rahat và Zepisu. Đó là hai bóng mạnh. Rahat đã từng vào trận chung kết của năm 2004
còn Jeff Tesu đã từng lọt vào trận chung kết của năm 2008. Mặc dù vậy thì trong cả hai trận chung kết của năm 2004 và 2008, năm 2004 thì Rahat của Kazakhstan thất bại 0-3 trước Nam Kinh của Trung Quốc ở trận chung kết, và năm 2008 thì Jeff Tesu đã thua với tỷ số 1-3 trước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Sáu nhà vô địch của chính kỳ VTV Cup gồm có Nam Kinh Trung Quốc, Desho Arabis của Nhật Bản, Tố Xuyên của Trung Quốc, đội tuyển Việt Nam vô địch 3 lần. Các lần còn lại thuộc về Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và 2 lần thuộc về đội sinh viên Nhật Bản. Điểm cho đội tuyển Việt Nam 3-2. Ngày hôm nay là ngày thi đấu cuối cùng của vòng loại giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Asian Man Cup 2013. Và vào ngày mai thì các đội sẽ được nghỉ một ngày trước khi bước vào vòng bán kết và trận tranh hạng 5-6. Trong buổi sáng mai và ngày nghỉ thì các đội bóng sẽ được ban tổ chức của VTV Cup cũng như là ban tổ chức địa phương sẽ bố trí đưa đi tham quan một số địa điểm du lịch nổi tiếng ở Ninh Bình như khu du lịch sinh thái Tràng An và chùa Bái Đính. Tỷ số được cân bằng 4-4 cho Kazakhstan. Quả đánh lao ngắn của Ngọc Hoa không vượt qua được hàng chắn của các cầu thủ Kazakhstan. 5-4. Với lợi thế về chiều cao, có thấy là các cầu thủ Kazakhstan đang phát huy được hiệu quả ở những tình huống chặn bóng trên lưới. Đội tuyển Việt Nam có sự thay đổi người, số 3 cây chuyền 2 Hà Thị Hoa vào sân thay cho Đào Thị Huyền, số 18. 6-4. Trong khi đội tuyển Việt Nam đã chắc chắn có mặt ở vòng bán kết thì Kazakhstan vẫn đang phải nỗ lực để cạnh tranh với Thái Lan, mặc dù họ đang là đội có lợi thế. Chính vì vậy các cầu thủ Kazakhstan sẽ thi đấu hết mình. Đội tuyển Việt Nam cần phải sớm giải quyết trận đấu này càng nhanh càng tốt để có thời gian nghỉ ngơi. Pha đá bóng của Nguyễn Thị Xuân ở ngoài biên số 4 đã không vượt qua hàng chắn của Kazakhstan. Các cầu thủ Kazakhstan đang tạo ra được đôi chút bất ngờ khi tạm dẫn trước đội tuyển Việt Nam 8-4.
và hàng trên các cầu thủ của Kazakhstan với lợi thế chiều cao đang phát huy được điểm mạnh của mình để khiến cho các mũi tấn công của tuyển Việt Nam gặp khó khăn. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam luôn gặp khó khăn trước những đội bóng có chiều cao tốt như Giang Tô, Sơn Đông, Kazakhstan. Thậm chí trong trận đấu với Australia ở thời điểm đầu của một, đội tuyển Việt Nam cũng bị đối phương dẫn khá xa. Bây giờ trong trận đấu đầu tiên với Kazakhstan, đội tuyển Việt Nam cũng đang bị dẫn điểm trước. Tình huống chặn bóng thành công ở vị trí số 3 của Phạm Thị Yến. Trước khi trận đấu cuối cùng của vòng loại diễn ra, thì theo thống kê, Ngọc Hoa, cô công đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang là người ghi nhiều điểm nhất với 51 lần ghi điểm cho đội tuyển Việt Nam. Theo suất ghi điểm của Ngọc Hoa ở 4 trận đấu đã qua tương đối đồng đều. Trong đó trận đấu mà Ngọc Hoa ghi nhiều điểm nhất là trận đấu với câu lạc bộ Sơn Đông của Trung Quốc, chị đã ghi được 17 điểm. Đứng sau Ngọc Hoa về hiệu suất ghi điểm là phụ công trẻ Bùi Thị Nga. Bùi Thị Nga đã có 41 lần ghi điểm cho đội tuyển Việt Nam. Tiếp đến là chủ công Phạm Thị Yến 39 lần, Đỗ Thị Minh 38 lần và Nguyễn Thị Xuân 36 lần. Đó là những mũi tấn công chủ lực của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ở 4 trận đấu đã qua. Cách biệt vẫn đang là 4 điểm và ưu thế thuộc về Kazakhstan. Và kết thúc của Ngọc Hoa ra ngoài. Ngọc Hà Thị Hoa đã chuyền bóng sau đầu để Ngọc Hoa chạy ra ngoài biên số 2 thực hiện quả đánh bóng một chân. Tuy nhiên do bị thế chắn quá sát, Ngọc Hoa buộc phải xoay cổ tay và bóng đã ra ngoài sân. Đặt bóng xuyên qua hàng chắn đội tuyển Việt Nam, 12-6. Kazakhstan đang tạo ra sự bất ngờ ở hiệp đấu thứ nhất khi đang dẫn trước đội tuyển Việt Nam với 6 điểm. Huấn luyện viên trưởng Phạm Văn Long buộc phải xin tạm dừng hội ý để sốc lại tinh thần và đội hình của các cầu thủ đội tuyển Việt Nam. Mặc dù đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã có mặt ở vòng bán kết, nhưng các cô gái của chúng ta cần phải chơi tập trung. Ta cần hoàn tất vòng bảng với một chiến thắng trước Kazakhstan càng sớm càng tốt để giữ sức và tạo được sự ổn định như là một tâm lý tốt trước khi bước vào vòng bán kết. Hàng chắn của Kazakhstan đang chơi rất hiệu quả ở trên lưới. Vẫn chưa được. Rất nhiều những pha tấn công của tuyển Việt Nam nhưng đều chưa thể ghi được điểm. Và cuối cùng thì Nguyễn Thị Xuân là người đập bóng ra ngoài. Đội tuyển Việt Nam đã đổi hướng tấn công bằng một pha kết thúc hàng sau. Nhưng điều đó cũng không thể mang lại điểm cho đội tuyển Việt Nam. 13-6.
Bây giờ thì Đỗ Thị Minh mới giành lại quyền phát bóng cho đội tuyển Việt Nam. Chúng ta đang khởi đầu khá chậm trong hiệp đấu đầu tiên trước đối thủ yếu hơn là Kazakhstan. Một tình huống phòng thủ tầm thấp không tốt của Nguyễn Thị Xuân. Cho dù chỉ đã đoán được hướng đánh bóng của đội Kazakhstan. Bước một không tốt của Tạ Diệu Linh đã khiến cho đội tuyển Việt Nam mất đi cơ hội tấn công. Và ngay lập tức thì các cầu thủ của Kazakhstan đã ghi điểm với pha kết thúc biên của số 13 Yagodina Iana. mười sáu bảy. Bùi Thị Nga ghi điểm cho đội tuyển Việt Nam. Thêm một điểm nữa cho đội tuyển Việt Nam. Đập bóng tốt, pha đá bóng của Đỗ Thị Minh. 3 điểm liên tiếp cho đội tuyển Việt Nam. Pha xử lý khá vụng về của số 7 đội trưởng Yekaterina. Bốn điểm liên tiếp đã giúp cho đội tuyển Việt Nam thu hẹp cách biệt xuống còn 11-16. Bóng ra ngoài. Yekaterina đã đập bóng ra ngoài sân. Điểm cho đội tuyển Việt Nam 12-16. Hàng Thị Yến thêm một điểm nữa. 13-16.
Bóng ra ngoài. Bây giờ đến lượt đội tuyển Việt Nam lên lên một mạch. 6 điểm liên tiếp. Từ việc bị dẫn 16-8, đội tuyển Việt Nam đã lên liền một lúc 6 điểm. Và bây giờ cách biệt hai đội chỉ còn 2 điểm. Khá tốt. Đội tuyển Việt Nam đã nhảy lên bám chắn hơi chậm ở vị trí số 3. Vì vậy mà pha đánh bóng của số 13 Iagodina Iana đã lọt qua tay chắn đội tuyển Việt Nam. Rất hay. Pha đánh bóng rất hay của tuyển Việt Nam với tình huống kết thúc của Bùi Thị Nga. 15-17. Trước khi diễn ra trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Kazakhstan thì về mặt lý thuyết đội tuyển Việt Nam vẫn có cơ hội để vươn lên vị trí thứ tư. Tuy nhiên là đây là điều rất khó khi mà chúng ta cần phải thắng đậm các cầu thủ Kazakhstan với tỷ số 3-0 và tỷ số các set đều phải dưới 10. Trong khi đó thì cũng phải chờ được một kết quả từ việc Thái Lan có thể giành được một chiến thắng ở một hiệp đấu trước Giang Tô. Đội tuyển Việt Nam mới có cơ hội để leo lên vị trí đầu bảng sau trận đấu vòng tròn. Tuy nhiên với những gì đang diễn ra thì có thấy là đội tuyển Việt Nam cũng đang gặp khó khăn ngay ở trong hiệp đấu đầu tiên khi mà chúng ta đang bị dẫn điểm. Chiến thắng trong một chiến thắng đậm trong hiệp đấu đầu tiên là điều không thể xảy ra khi mà lúc này Kazakhstan lại đang ở đội dẫn trước 17-18. Bây giờ chỉ còn một điểm nữa thôi thì đội tuyển Việt Nam sẽ có cơ hội cân bằng tỷ số. Tuy nhiên vừa rồi thì Bùi Thị Nga đã phát bóng ra ngoài. Đổi về điểm về cho Kazakhstan 19-17. Trần Ngọc Hoa. Đội trưởng Ngọc Hoa vẫn cho thấy được sự ổn định về phong độ và hiệu suất trong những pha dứt điểm. Ngọc Hoa vẫn đang là người ghi nhiều điểm nhất cho đội tuyển bóng truyền nữ Việt Nam trước khi trận đấu này diễn ra. Tạ Diệu Linh đã hơi bị giật mình ở pha phòng thủ vừa rồi. Vì vậy mà chỉ đã phòng thủ không thành công. Cách biệt vẫn đang là 2 điểm. 20-18. Lỗi bước 1 của Phạm Thị Yến. Phạm Thị Yến đã không kịp di chuyển lên để có thể không chế bước 1 tốt hơn. Lần thứ hai trong hiệp đấu thứ nhất, huấn luyện viên Phạm Văn Long phải xin tạm dừng ngồi ý. Đây đã là thời điểm cuối của hiệp thứ nhất và cách biệt giữa hai đội đang là 3 điểm. Lợi thế dẫn điểm đang thuộc về Kazakhstan. Ta nội ý đã hết và hai đội tiếp tục trở lại sân thi đấu 21-18.
Nguyễn Thị Xuân bóng qua tay trận và rơi xuống phần sân của đội Kazakhstan. Số 7 chủ công Yekaterina đã trở lại sân. Đội tuyển Việt Nam cũng có sự thay đổi người. Âu Hùng Nhung vào sân thay cho Nguyễn Thị Xuân. Cơ hội ghi điểm cho đội tuyển Việt Nam. Chưa được. Điểm cho Kazakhstan. Đội tuyển mình đã không thể tận dụng được cơ hội phản công của đội tuyển Việt Nam. Và Kazakhstan đã có điểm 22-19. Cách biệt lại là 3 điểm. Rất chính xác. Và phối hợp tốt giữa Hà Thị Hoa và Ngọc Hoa. Một pha chuyền bóng sau đầu để cho Ngọc Hoa dứt điểm. Uy lực ở ngoài biên với một quả dẫn nhảy một chân kết thúc 20-22. Điểm cho đội tuyển Việt Nam 21-22 và bàn thắng thành công của đội tuyển Việt Nam. Tôi thấy là ở tình huống bàn chắn vừa rồi thì đội tuyển Việt Nam đã chắn chậm hơn một nhịp. Vì vậy mà chúng ta đã thành công với pha phòng thủ trên lưới. Bóng xuyên chắn. Lần này thì Hà Thị Hoa và Bùi Thị Nga đã không thành công. 23-21. Lợi thế vẫn đang thuộc về Kazakhstan. Đây là những điểm số cuối cùng của hiệp đấu thứ nhất. Chúng ta cùng chờ xem là đội tuyển Việt Nam có thể xoay chuyển được tình thế hay không. Không được rồi. Pha phối hợp không thành công. 24-21. Kazakhstan hướng đến hiệp thắng đầu tiên trong trận đấu ngày hôm nay. Cơ hội vẫn còn, dù đó là một cơ hội mong manh, đội tuyển Việt Nam có thể đảo ngược tình thế. Liệu chúng ta có ghi được 2 điểm lên tới không để cân bằng tỷ số? Đây là một cơ hội. Cơ hội đầu tiên chúng ta đã tận dụng được. 23-24. Và kết thúc là của Bùi Thị Nga. Kazakhstan đương nhiên là trên tạm dừng ngụy ý. Cách biệt giai đội chỉ còn 1 điểm. Một pha hợp chiến thuật rất hay giữa Hà Thị Hoa và Bùi Thị Nga. Đội tuyển Việt Nam tiếp tục phát bóng 23-24. Trước đó ở cầu phát bóng của Hà Thị Hoa, đội tuyển Việt Nam đã lên được tới 6 điểm và thu hẹp cách biệt đáng kể về mặt tỷ số. Tập trung bóng chắn vẫn còn, đây là cơ hội để chúng ta phản công. Gỡ qua chưa được, không được. Cơ hội đã trôi qua và đội tuyển Việt Nam đã thua trong hiệp đấu đầu tiên. Rất tiếc là đội tuyển mình đã không thể tận dụng được cơ hội để chúng ta sẽ bằng tỷ số 24 đều. Cuối cùng thì chiến thắng đã thuộc về Kazakhstan bằng tỷ số sát nút 25-23. Một trận đấu diễn ra khá hấp dẫn. Rất tiếc là đội tuyển Việt Nam đã để thua trong hiệp đấu này.
chúng ta cùng quay trở lại với nhà thi đấu thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình để tiếp tục theo dõi hiệp 2 trận đấu trong khuôn khổ vòng loại của giải bóng truyền nữ quốc tế VTV Exim Bank Cup 2013. Đây là ngày thi đấu cuối cùng của vòng loại. Đội tuyển Việt Nam đã bất ngờ được thua hiệp đấu đầu tiên, tỷ số 23-25. Việc Kazakhstan giành chiến thắng trong hiệp đấu đầu tiên trước đội tuyển Việt Nam chắc chắn là một bất ngờ, bởi đội tuyển Việt Nam với thực lực cao hơn được đánh giá là sẽ có một chiến thắng dễ dàng. Mặc dù vậy thì dường như với sự chủ quan, đội tuyển Việt Nam đã khởi đầu chậm và đấy là thời điểm mà Kazakhstan đã bứt lên dẫn xa. Mặc dù sau đó đội tuyển chúng ta đã rất nỗ lực rất nhiều nhưng vẫn không thể xoay chuyển tình thế. Tuy nhiên với những gì đã diễn ra ở một, chắc chắn là đội tuyển bóng truyền nước Việt Nam phải nghiêm túc rút kinh nghiệm và tập trung cho hiệp đấu thứ hai. Pha ghi điểm của số 13 Yagodina Iana, 1-2. Chưa thực sự tốt giữa Đào Thị Huyền và Bùi Thị Nga. Mặc dù vậy thì đội tuyển Việt Nam vẫn có điểm với một cú bỏ nhỏ của Bùi Thị Nga. Rõ ràng là pha bóng trước đó thì Bùi Thị Nga định thực hiện pha đánh bóng có lực nhưng do bóng hơi cao, vì vậy Bùi Thị Nga đã thực hiện pha đánh bóng không thực sự tốt. Nhưng đó lại là thành một pha bò nhỏ với các cầu thủ Kazakhstan. Đây là một ngày thi đấu mà các mũi tấn công của Kazakhstan đang chơi hiệu quả. Họ phòng thủ tốt ở trên lưới và tấn công cũng rất sắc sảo. Điểm cho đội Kazakhstan 4-6. Tưởng chừng đây là một trận đấu dễ dàng với đội tuyển Việt Nam nhưng thực tế trên sân diễn ra lại hoàn toàn khác. Đội tuyển Việt Nam đang gặp những khó khăn nhất định trước một Kazakhstan theo trận rất quyết liệt và tấn công cũng rất hay. 6 đều. Tỷ số đã được cân bằng 6 đều cho Kazakhstan. Thank you.
Xuân bóng chạm mép lưới khiến cho hàng phòng thủ phía sau của Kazakhstan mất phương hướng. Lợi thế về chiều cao đã giúp cho Natalia dễ dàng dứt điểm. Đội tuyển Việt Nam có sự thay đổi người. Người tuyển sân là chủ công Đỗ Thị Minh. Vào sân là Âu Hồng Nhung. Không có một cầu thủ nào ở sau kịp di chuyển lên để hỗ trợ cho hàng chắn bên phía đội Kazakhstan. Đương nhiên là huấn luyện viên Phạm Văn Long có lý do để không hài lòng với những gì mà các học trò của mình đang thể hiện trên sân. Khả năng phòng thủ trên lưới của tuyển Việt Nam cũng không được tốt. Vì vậy mà các cầu thủ tấn công của Kazakhstan mới có được một ngày thi đấu hiệu quả. 8 đều. Không được, pha phối hợp không thành công giữa Đào Thiền và Bùi Thị Nga. Cơ hội phản công được trao cho Kazakhstan. Bây giờ thì cơ hội tấn công thuộc về đội tuyển Việt Nam. Vẫn chưa được. Tốt một tấn tin của Âu Hồng Nhung. Hồng Nhung chỉ có chân cao 1m73 nhưng Hồng Nhung bật rất cao và đánh bóng ghi điểm cho đội tuyển Việt Nam. Một tình huống dứt điểm tốt của chủ công trẻ Âu Hồng Nhung. Cầu thủ Việt Nam với những mũi phụ công cũng chơi khá biến hóa. Đó là pha kết thúc của số 4 Chumak Irina. Lỗi chuyền 2. Pha nhảy chuyền của cây chuyền 2 Natalia, nhưng khi mà thực hiện động tác chuyền bóng thì Natalia đã mắc lỗi. Lối chơi đánh bóng biên tầm cao rất khó chịu của các cầu thủ Kazakhstan đã gây rất nhiều khó khăn cho đội tuyển Việt Nam. 10 đều. Phát bóng ra ngoài. Thank you.
cái điểm của Nguyễn Thị Xuân. 12-10 cho đội tuyển Việt Nam. Không được. Tập hợp kết thúc ở vị trí số 3 giữa cây chuyền 2 Natalia và Chumakina đã không thành công. Sau tình huống phối hợp không tốt vừa rồi thì huấn luyện viên trưởng Lyudmila đã quyết định xin tạm dừng hội ý bên phía đội Kazakhstan. Tuyển Việt Nam đang tạm dẫn trước Kazakhstan 13-10. Trận đấu cuối cùng của vòng loại giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Asia Bank Cup 2013 diễn ra giữa hai đội Giang Tô Trung Quốc và đội trẻ Thái Lan. Sự thay đổi người bên phía Kazakhstan, sự thay đổi ở vị trí phụ công. Số 4 Chumakina rời sân và sân là số 8 Budnikova Diana. Pha chặt bóng của Nguyễn Thị Xuân, bóng đã chạm vào cột giới hạn trên lưới và điểm thuộc về Kazakhstan. 11-14. Việt đang dần được nới rộng cho đội tuyển Việt Nam.
18-12. Lần hủy này thuộc về đội Kazakhstan. Ở cấp độ đội tuyển quốc gia thì Kazakhstan là một trong những đội bóng mạnh của châu Á cùng với Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và Thái Lan. Kazakhstan luôn cạnh tranh ở nhóm 5 đội dẫn đầu ở khu vực châu Á. Bàn thắng thành công ở vị trí số 3 của đội trưởng Ngọc Hoa, 19-12. Bóng ra ngoài, 20-12. Ngọc Hoa đang chơi rất hay ở những tình huống phòng thủ trên lưới. Vừa rồi thì Âu Hồng Nhung đã không thể vượt qua đà chắn của các cầu thủ Kazakhstan. Mặc dù chủ công số 2 đội tuyển Việt Nam đập bóng rất mạnh, nhưng bóng đã bật vào hàng chắn của Kazakhstan và bật ngược trở lại phần sân đội tuyển Việt Nam. 21-13. Đổi về điểm về cho Kazakh 13-21. Thêm một tình huống nữa, pha đá bóng của Âu Hồng Nhung không thể thắng được hàng chắn của các cầu thủ Kazakhstan. Sau hai pha kết thúc không thành công thì Âu Nhung đã ra sân, đối tuyển mình trở lại sân. Âu Nhung chỉ có chiều cao 1m73, cho dù có sức bật khá tốt nhưng trước một hàng chắn có chiều cao hơn hẳn thì những pha tấn công biên của Âu Hồng Nhung không thể là một phương án thực sự hiệu quả để giúp đội tuyển Việt Nam có điểm. 15-21. Đội tuyển Việt Nam xin tạm dừng hội ý. Đã có điểm với pha kết thúc của Ngọc Hoa. Thank you.
chắn Kazakhstan ra ngoài. Tất cả những cầu thủ hàng sau của tuyển Việt Nam đều đã đứng nhìn bóng rơi vào trong sân. Nguyễn Thị Xuân rời sân, ở sân là số 4 Kim Liên. Kim Liên thực chất là vận động viên libero của đội tuyển Việt Nam trước đây và của câu lạc bộ VTV Bình Điền Long An. Mặc dù không đăng ký với vai trò libero, với việc ta giữ lên một sân, tuyển Việt Nam đang chơi với hai cầu thủ libero là Ta Giờ Minh và Kim Liên. 24-17. Của đội tuyển Việt Nam bằng tỷ số 25-17 và sau hai hiệp đấu thì đội tuyển Việt Nam đã san bằng 1-1. Xin mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi hiệp đấu thứ 3, trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội Kazakhstan trong ngày thi đấu cuối cùng của vòng loại giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Asian Bank Cup 2013. Hai hiệp đấu trôi qua và mỗi đội đã thắng một hiệp. Kazakhstan thắng hiệp đầu tiên và hiệp đấu thứ hai còn thắng thuộc về đội tuyển Việt Nam. Trong sân, Đào Thị Huyền đứng quá cao, vì vậy mà đã không thể có được một tình huống di chuyển phòng thủ. Một đều. Kazakhstan là một trong bốn đội bóng có chiều cao trung bình tốt hơn so với tuyển Việt Nam, cùng với Sơn Đông, Giang Tô và Australia. Chiều cao trung bình của các cầu thủ Kazakhstan là 1m81, trong khi chiều cao đội tuyển trung bình của tuyển Việt Nam là 1m77. Mặc dù chiều cao trung bình của Kazakhstan tốt hơn, nhưng cầu thủ cao nhất của đội Kazakhstan là số 5 Azarikova chỉ có chiều cao bằng với vận động viên cao nhất bên phía đội tuyển Việt Nam là Bùi Thị Nga, với chiều cao 1m87. Tuy nhiên chiều cao của các cầu thủ Kazakhstan trung bình đồng đều hơn, vì vậy mà họ nhìn hơn so với tuyển Việt Nam. Tình huống kết thúc thành công của chủ công Phạm Thị Yến.
Nếu như tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chơi tập trung ngay từ đầu thì chắc chắn là chúng ta sẽ có thể kết thúc trận đấu này một cách chóng vánh hơn. Nhưng bây giờ thì tuyển Việt Nam sẽ phải thi đấu ít nhất thêm một hiệp đấu nữa. Như vậy là phải ít nhất trải qua 4 set đấu, tuyển Việt Nam mới có thể có được chiến thắng trước Kazakhstan. Bây giờ mới đang là hiệp đấu thứ 3. Tuyển Việt Nam đang tạm dẫn trước 5-1. Điểm cho đội tuyển Việt Nam 6-2. Pha phát bóng không thành công của Bùi Thị Nga. Còn ta vẫn nhận được chỗ kết thúc của Ngọc Hoa, bóng chặt chắc chắn và rơi xuống phần sân của đội Kazakhstan. Tuyển Việt Nam dẫn trước 8-3. Rất nỗ lực nhưng Tạ Gia Linh cũng không thể kịp di chuyển xuống phía cuối sân để phòng thủ. Sau 4 trận đấu vòng loại, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có 3 chiến thắng và 1 trận thua. 3 chiến thắng đội tuyển Việt Nam trước Australia, trước Sơn Đông và Thái Lan. Trận thua thứ nhất của tuyển Việt Nam là trận thua ở ngày khai mạc với trận thua 2-3 trước câu lạc bộ Giang Tô. Đến thời điểm này của giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV sân bay cũ 2013 đã có 3 trận đấu phải kéo dài đến 5 hiệp. Trong đó có 2 trận đấu có sự có mặt đội tuyển Việt Nam. Việt Nam gặp Giang Tô và Việt Nam gặp Sơn Đông. Và vào ngày hôm qua thì
Trận đấu giữa Giang Tô và Sơn Đông cũng kết thúc với chiến thắng 3-2 thuộc về Sơn Đông. Như vậy là trong những trận đấu của ba đội bóng trong vòng dẫn đầu thì đều kết thúc với tỷ số 3-2. Điều này cho thấy sự cạnh tranh rất quyết liệt, rất kịch tính giữa ba đội bóng đang dẫn đầu ở vòng loại, và chắc chắn là ở vòng bán kết sẽ hẹn đến trận bán kết kịch tính. Nếu như Kazakhstan hoặc là Thái Lan lọt vào vòng đấu bán kết thuận lợi khi mà chỉ phải gặp đội bóng đứng thứ tư. Chắc chắn dù Kazakhstan hoặc là Thái Lan là vào bán kết thì đây cũng là đội bóng bị đánh giá yếu nhất ở vòng đấu 4 đội. Vì vậy mà đương nhiên đội bóng đứng ở vị trí nhất vòng loại có rất nhiều cơ hội để giành quyền vào chơi trận chung kết. Bùi Thị Nga và là bóng bị với của số 7 Yekaterina ra ngoài sân. Bóng ra ngoài bị thật chắn quá sát thì chủ công của đội Kazakhstan với nỗ lực đập bóng trên tay chắn đội tuyển Việt Nam, thế nhưng bóng đã ra ngoài. Với tỷ số điểm cách biệt như thế này, đội tuyển Việt Nam đã hướng đến hiệp thắng thứ hai trong trận đấu ngày hôm nay. Tuyển chuyển hai Đào Thị Huyền tiếp tục phát bóng 16-7. Phòng thủ không thành công. Ở cuối sân, Nguyễn Thị Xuân
thực hiện tình huống phòng thủ một tay nhưng không được. Lại thêm một pha ghi điểm nữa của đội Kazakhstan. Ở phía sau hàng phòng thủ còn có một mình Nguyễn Thị Xuân. Rất nhiều khoảng trống để cho Kazakhstan dứt điểm. Âu Hồng Nhung lại được đưa vào sân thay cho Đỗ Thị Minh. Kim Huệ đã được đưa vào sân. Các phòng thủ ở phía cuối sân không thành công của Kim Huệ. Nhỏ chưa thành công của Phạm Thị Yến. Đội tuyển Việt Nam vẫn ghi được điểm nhờ tình huống bắn chắn chân lưới rất tốt của Nguyễn Thị Ngọc Hoa. Đây lại là một trận đấu mà Ngọc Hoa trở thành cầu thủ viên ghi nhiều lần nhất cho đội tuyển Việt Nam. Rất nhiều lần thì đã thành công với những tình huống bắn chắn ở trên lưới. Cuối cùng thì pha tấn công của Kazakhstan tiếp theo, bóng chạm tay chắn và bay ra phía sau. Không thành công. Pha phối hợp chiến thuật ở giữa lưới không thành công của đội tuyển Việt Nam. Đúng một không tốt. Đội tuyển Việt Nam không có được cơ hội tấn công. Và Kazakhstan đã có điểm. Điểm số đã được nhích dần cho Kazakhstan.
tiếp tục là những tình huống đỡ bước một không tốt của đội tuyển Việt Nam. 15-19. Mười sáu mười chín cho Kazakhstan. Một loạt những sai lầm trong đấu bước một của tuyển Việt Nam đã giúp cho Kazakhstan lên điểm đáng kể. Đội tuyển mình đã được đưa trở lại sân thay cho Âu Hồng Nhung. Bây giờ thì may mắn lại thuộc về Kazakhstan. Tình huống phát bóng của Anastasia, bóng bật mất lưới và rơi ngay xuống phần sân của tuyển Việt Nam. Tất nhiên là tất cả các vận động viên của chúng ta đều không kịp trở tay. 19-17. Cuối cùng thì phải nhờ đến pha phát bóng hỏng của số 11 Anastasia, tuyển Việt Nam mới có được điểm và giành lại được quyền phát bóng. 20-17. Đội Kazakhstan xin tạm dừng hội ý. Trường Hồng Hoa phát bóng 22-18. Không được. Phòng thủ không thành công. 19-22. Giúp cho Ngọc Hòa đội tuyển Việt Nam ghi điểm. Đó không thể nói là một pha chuyền bóng tốt của Đào Thị Huyền khi mà Kim Huệ chạy chân thất ở ngoài biên, được chuyền quá sát với bước của đà của Kim Huệ, không có cơ hội được Kim Huệ đập bóng và Kim Huệ buộc phải thực hiện pha đẩy bóng về phía cuối sân. Và may là đội tuyển Việt Nam đã có điểm.
20-23. Được một lỗi rất nhiều. Điểm cho đội tuyển Việt Nam 24-21. Tuyển Việt Nam đã có cơ hội để kết thúc hiệp đấu thứ hai. Đấu thứ ba, chúng ta đang tạm dẫn 24-21. Rất nhiều cơ hội tuyển Việt Nam kết thúc hiệp đấu thứ ba với một chiến thắng. Và 25-21, tình huống bước một không tốt của đội Kazakhstan đã giúp cho Bùi Thị Nga có pha kết thúc ở trên lưới, và tuyển Việt Nam đã khép lại hiệp đấu thứ ba với chiến thắng 25-21. Sau 3 hiệp đấu, đội tuyển Việt Nam đang tạm dẫn trước Kazakhstan 2-1. Thêm một chiến thắng nữa cho đội tuyển Việt Nam, nhưng đó cũng không phải là một hiệp đấu mà tuyển Việt Nam đã chơi thực sự tốt. Vẫn có những thời điểm đội tuyển Việt Nam chơi không tập trung, mắc nhiều sai sót trong đầu đỡ bước 1. Và đây là lý do mà Kazakhstan đã có cơ hội bám đuổi tỷ số trước đội tuyển Việt Nam. Dù sao thì hiệp đấu thứ 3 cũng đã kết thúc với một chiến thắng dành cho đội chủ nhà. Và đội tuyển Việt Nam đang tạm thời vượt lên dẫn trước 2-1. Điểm đầu tiên cho Kazakhstan trong hiệp đấu thứ tư. Lại là tình huống đỡ bóng một hỏng của đội tuyển Việt Nam. Lỡ vừa rồi thuộc về Tạ Diệu Linh. 2-0. Một trận đấu mà đội tuyển Việt Nam cần phải nhanh chóng sớm kết thúc và thắng đậm. Nhưng tới lúc này chúng ta đã không làm được. Đội tuyển Việt Nam đang dẫn trước, nhưng không thể nhận đây là một trận đấu mà tuyển Việt Nam đã chơi chưa thực sự đúng sức.
3-0. Thời điểm đầu của đấu thứ tư, Hà Nội đang có được thế trận cân bằng. Không có ai đã hỗ trợ cho hàng tấn công. Lỗi ở pha bóng vừa rồi thuộc về số 7 Ekaterina. Đã gái Ekaterina phải di chuyển vào để hỗ trợ sau pha tấn công của Kazakhstan, nhưng chỉ lại đứng nhìn. Đánh lao ngắn ở vị trí số 3 rất uy lực. Đội Kazakhstan xin tạm dừng ngồi ý. Thi đấu bán kết thì trận đấu sớm nhất sẽ là trận đấu diễn ra giữa hai đội đứng thứ 5 và thứ 6 ở lượt đấu vòng loại. Đội thắng sẽ giành vị trí thứ 5. Kế đến là hai trận đấu bán kết, đội đứng thứ nhất gặp đội đứng thứ 4 và đội đứng thứ 2 gặp đội đứng thứ 3. Sau đó 10 năm thì giải thưởng dành cho các danh hiệu và năm nay cũng tăng lên đáng kể so với mọi năm. Năm nay đội nhận danh hiệu vô địch sẽ được nhận số tiền thưởng là 10.000 đô la Mỹ. Phạm Thị Yến. Một tình huống ra tay rất nhanh của Phạm Thị Yến khi mà hàng chắn của các cầu thủ Kazakhstan và chưa kịp tập trung lại ở ngoài biên để bám chắn. Đấu tiếp tục 8-3. Bùi Thị Nga phát bóng. Thank you.
số 1-3 thì các cầu thủ Kazakhstan sẽ không có thêm được điểm nào, nhưng họ vẫn sẽ đứng ở vị trí thứ tư tạm thời. Kazakhstan hiện đang đứng ở vị trí thứ tư với 4 điểm sau 4 trận đấu, 1 trận thắng và 3 trận thua. Đối với các cầu thủ Kazakhstan thì điều đáng tiếc nhất ở giải này đó là trận đấu với Austria. Trận đấu mà họ nếu như giành chiến thắng thì các cầu thủ Kazakhstan sẽ không phải đợi đến lượt trận cuối cùng mới có thể biết mình có lọt vào bán kết hay không. Một tình huống mà Nguyễn Thị Xuân bị thực hiện pha đập bóng sau vạch 3m. Tuy nhiên do bóng xuống thấp, vì vậy mà Nguyễn Thị Xuân đã thực hiện pha bỏ nhỏ. Một quyết định hợp lý ở tình huống kết thúc vừa rồi. 16. Thua 1-3 trận đấu này thì khả năng các cầu thủ Kazakhstan không có điểm và họ vẫn sẽ có nguyên 4 điểm. Và tất nhiên là vẫn phải chờ đến trận đấu sau đó giữa Thái Lan và Giang Tô. Nếu như Thái Lan thua Giang Tô với tỷ số 2-3 thì hai đội Thái Lan và Kazakhstan sẽ bằng điểm nhau. Khi đó sẽ phải so đến chỉ số phụ. Tất nhiên là việc Thái Lan với thực lực như ở giải đấu này để thắng được Giang Tô không hề đơn giản, và việc thua 2-3 cũng là một điều rất khó khăn. Giang Tô đang được coi là đội bóng có lối chơi ấn tượng nhất tại giải năm nay. Nếu như các cầu thủ Giang Tô giành chiến thắng 3-0 trước đội Thái Lan thì họ sẽ trở lại vị trí dẫn đầu với cùng 12 điểm, bằng điểm với các cầu thủ Sơn Đông. Rất có thể sau khi kết thúc vòng loại, cả ba đội bóng xếp ở vị trí thứ nhất, thứ nhì, thứ ba cùng có 12 điểm. Điểm cho Việt Nam 14-7. Điểm cho đội tuyển Việt Nam 15-8. Đó là pha chắn đôi thành công của Phạm Tiến và Bùi Thị Nga.
với tỷ số điểm hiện nay, đội tuyển Việt Nam đã cầm chắc một chiến thắng trong trận đấu ngày hôm nay. Cách biệt đang là 8 điểm. Một cách biệt an toàn đủ đảm bảo để cho đội tuyển Việt Nam duy trì được lợi thế và giành chiến thắng trong hiệp đấu thứ tư. Sự thay đổi người bên phía đội tuyển Việt Nam, số 5 Phạm Kim Vệ vào sân thay cho số 16 Bùi Thị Nga. Mười tám tám. Sân nhưng các cầu thủ Kazakhstan đã phòng thủ được. Pha đá bóng của Kim Huệ nhưng bóng đã ra ngoài. Kim Huệ đã quyết định chọn phương án thực hiện pha đá bóng dọc sân, tuy nhiên chỉ đã không thành công. 10-18. Pha phát bóng rất khó chịu của đội Kazakhstan. Bóng vừa qua đầu của Kim Huệ đã rơi xuống sân rất nhanh, khiến cho libero Tạ Giáo Linh không kịp di chuyển lên để đỡ bước một. Là pha bóng của Phạm Thị Yến, bóng chưa qua lưới. Điểm thuộc về đội Kazakhstan. Phòng thủ tốt. Anh Thị Sơn đập bóng rất mạnh. Bóng chạm được chắn đội Kazakhstan ra ngoài. 19-12. Thank you.
vậy là trọng tài xác định pha đập bóng của Kim Huệ sau khi bóng chạm vào tay chắn của đội Kazakhstan đã chạm vào người Kim Huệ ra ngoài. Lỗi chuyền bóng được về Diana. Bóng trong sân, đó bóng được ăn điểm trực tiếp của Phạm Kim Huệ. Tôi thấy là tôi có bóng của Kim Huệ, rất nhiều vận động viên của Kazakhstan tưởng bóng ra ngoài. Bóng đi rất bổng nhưng đến gần cuối sân lại rơi xuống đột ngột, khiến cho tất cả các cầu thủ Kazakhstan đều đứng nhìn. Đội tuyển Việt Nam có hai vận động viên là Ngọc Hoa và Kim Huệ thường xuyên có những quả phát bóng như vậy. Kazakhstan đã giành lại quyền phát bóng với pha tấn công chéo sân của chủ công Anastasia. Đây đang là thời điểm cuối của hiệp đấu thứ tư. Đội tuyển Việt Nam vừa có sự thay đổi người, Hà Ngọc Diễm vào sân thay cho Đỗ Thị Minh. Lần đầu tiên trong trận đấu này thì Hà Ngọc Diễm được đưa vào sân thi đấu. Tình huống phản xạ khá nhanh của Tạ Diệu Linh sau khi bóng bật mép lưới. Nhưng ngay ở tình huống kết thúc đầu tiên thì Hà Ngọc Diễm đã đập bóng không qua lưới. Đó là một tình huống mà quan sát thấy bóng xa lưới, Hà Ngọc Diễm thực hiện pha gõ bóng nhưng bóng lại đi quá nhẹ. Điểm cho đội tuyển Việt Nam 22-16. Chiến thắng trong trận đấu này đã ở rất gần với đội tuyển Việt Nam. Đội tuyển Việt Nam sẽ có trận thắng thứ tư liên tiếp tại giải này. Đến 3 vận động viên của Kazakhstan cùng di chuyển vào số 3 để bán chắn với pha tấn công hàng sau của đội tuyển Việt Nam. Nhưng do lực đập bóng quá mạnh, vì vậy mà bóng chạm được chắn được Kazakhstan và ra ngoài sân. 23-16. Nỗ lực để có thể ghi thêm điểm của cầu thủ Kazakhstan. Đập bóng ra ngoài. Thêm một điểm nữa cho Kazakhstan. Huấn luyện viên Phạm Văn Long xin tạm dừng hội ý bên phía đội tuyển Việt Nam.
Cho dù vẫn đang dẫn trước 4 điểm nhưng huấn luyện viên Phạm Văn Long vẫn xin tạm dừng hội ý để cắt, hy vọng sẽ cắt được chuỗi liên điểm và giảm sự hưng phấn của các cầu thủ Kazakhstan sau khi họ có được những điểm số liên tiếp. Số 7 Yekaterina phát bóng. Kazakhstan ra ngoài sau pha đá bóng của Đỗ Thị Minh. 24-19, điểm quyết định của trận đấu thuộc về đội tuyển Việt Nam. Là người đã ghi điểm quyết định của trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 25-19 trong hiệp đấu thứ tư. Với chiến thắng chung cuộc 3-1, đội tuyển Việt Nam đã khép lại vòng loại của VTV Asian Bank Cup 2013 với chiến thắng thứ tư liên tiếp. Với 12 điểm sau 5 trận đấu, đội tuyển Việt Nam tạm thời vươn lên vị trí thứ hai sau đội Sơn Đông. Và tất nhiên là vị trí này của đội tuyển Việt Nam vẫn còn phải phụ thuộc vào trận đấu cuối cùng giữa hai đội Giang Tô và Thái Lan.
VTV Cup, nơi hội tụ những đội bóng mạnh và những gương mặt xuất sắc, nơi những trận đấu kịch tính tạo nên nhiều pha bóng thăng hoa, cùng sự cuồng nhiệt khó quên của khán giả đã làm nên 6 nhà vô địch của 9 kỳ VTV Cup. VTV Exibe Cup 2013, 10 năm một chặng đường. Những